Cứu tôi với, cứu tôi với. Đau quá, đau quá. Làm ơn, tha cho tôi đi. Tha mạng cho tôi đi. Không, không. Đằng kia có một cánh cổng phát sáng. Chạy tới đó, chạy tới đó. Cánh cổng này, hãy đưa mình đi tới một nơi khác đi. Mình còn sống à, còn quái vật đâu lo. Ngươi đừng sợ, bọn ta đã giết chết đó rồi. Các ngươi là ai? Sao các ngươi nhỏ thế? Ủa, các ngươi là những người đầu cameraman mà. Bọn ta mới chính là người hỏi ngươi câu đó đó. Ngươi là kẻ nào? Sao to lớn thế kia? Đầu ngươi là một cái loa nữa. Không, ta lạc vào cái thế giới gì thế này? Không. Câm mồm ngay. Tiếng của ngươi làm cho bọn ta nhức óc quá. Mau, đứng dậy, theo bọn ta di chuyển về lãnh địa của bọn ta. Hả? Lũ các ngươi đi tuần tra về rồi à? Các ngươi dẫn theo kẻ nào thế kia? Một tên người khổng lồ à? Thưa thủ lĩnh, hắn xuất hiện gần cánh cổng xuyên không cùng với một con quái vật. Chúng tôi đã giết chết quái vật và bắt được hắn. Hắn tự xưng là Speakerman, nhưng chúng tôi không tin, nên dẫn về đây cho ngài xét xử. Thì ra, thủ lĩnh của đám Tì Hòn này lại là một upgrade cameraman. Nhưng sao lại nhỏ thế này? Hả? Ngươi biết ta à? Ta là một Titan. Ở thế giới này, ta thuộc dạng to nhất. Chẳng qua, ngươi khổng lồ nên mới thấy ta nhỏ mà thôi. Còn ngươi nữa, ngươi từ đâu đến? Rốt cuộc, ngươi tới đây là có mục đích gì? Tôi là con cháu của Titan Speakerman. Nhưng loài Skibidi của chúng tôi là chiến tranh với loài người. Kết quả, chết sạch. Chỉ còn một mình tôi còn sống mà thôi. Tôi lang thang đi kiếm thức ăn thì bị lũ quái vật đầu lo truy sát. Tôi nhìn thấy một cánh cổng phát sáng kỳ quái. Tôi chui qua cánh cổng thì thành ra thế này. Mẹ kia, không lẽ ngươi nói ngươi đến từ một thế giới nào khác nữa à? Khốn kiếp, tìm ra là cái cánh cổng chết tiệt kỳ quái đó mới xuất hiện gần đây trong khu rừng của ta. Ta đã cấm thuộc hạ ta lại gần. Ta không ngờ nó lại mang ngươi tới đây. Không lẽ tôi đã lạc vào thế giới Skibidi Titan Tí Hòn hay sao? À đúng rồi, chắc chắn thế giới này có Titan Speakerman, đúng không? Đúng, cậu ta có tồn tại. Bây giờ cậu ta đã nâng cấp thành Upgrade Speakerman rồi. Nếu người muốn gặp cậu ta, hãy mau theo ta, ta sẽ dẫn người đi. Nhanh lên đi, tôi háo hức muốn gặp lại thủ lĩnh của mình quá. Tôi nhớ ông ấy lắm. Từ từ thôi, tên đầu lo khổng lồ kia, đợi ta đi với. Mẹ kiếp, phía trước có đánh nhau. Chết tiệt, đó là Titan TV vô mạnh mà. Cô ta đang cùng với thuộc hạ của mình tiêu diệt lũ Skibidi Toilet. Cái gì chứ? Thế giới này của các người vẫn còn tồn tại lũ quái vật bồn cầu à? Ở thế giới của tôi, bọn chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ tuyệt chủng từ lâu rồi. Người nói thật à? Chết tiệt, vậy thì hãy giúp đỡ bọn ta. Tới xóa sổ bọn chúng đi. Giúp Titan TV vô mạnh một tay. Lũ quái vật bồn cầu, các ngươi định tấn công lên ăn thịt bọn ta, không có dễ dàng như vậy đâu. Này, Titan TV vô mạnh, cậu có sao không? Chúng tôi tới giúp đỡ cậu đây. Xong rồi. Thì ra, lũ quái vật bồn cầu ở thế giới này cũng bé tí hon giống như những Skibidi Titan khác. Thật đơn giản. Là cậu à? Upgrade cameraman. Ủa, thứ này là gì? Đừng sợ, hắn thuộc phe của chúng ta đó. Hắn đến từ một thế giới kỳ lạ. Tại thế giới đó, toàn những người to lớn khổng lồ. Không phải chúng tôi to lớn đâu, mà tại các người nhỏ bé tí hon mà thôi. Cái gì chứ? Hắn tới từ một thế giới khác à? Thật quái lạ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng cậu và hắn đang đi đâu thế? Tên khổng lồ đầu lo này, hắn muốn gặp Titan Speakerman. Tôi định dẫn hắn tới đó để hắn nhận xem có phải là tổ tiên thủ lĩnh của hắn không. Nhưng mà tên Upgrade Speakerman đó, hắn rất khó tính. Hắn thấy bất cứ sinh vật lạ là hắn sẽ giết ngay.
thủ lĩnh Upgrade Speed Command có Upgrade Cameraman và Titan TV phụ mình cùng với một tên lạ mặt xin vào diện kiến. Cái gì? Sao hai tên đó lại đi với kẻ lạ mặt? Được rồi, cho bọn chúng vào trong đi. Titan Speed Command, ngày đây rồi, tôi nhớ ngày lắm. Ủa, sao ngày nhỏ bé thế này? Không lẽ ngày không phải là thủ lĩnh chủ tế của tôi? Này, Upgrade Speed Command, ngươi có nhận ra tên này không? Hắn nói hắn là con cháu của loài Speed Command các ngươi đó. Cái gì chứ? Hắn thật khác biệt với bọn ta. Hắn to lớn. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Có phải là gián điệp của lũ quái vật bồn cầu tới đây định hãm hại bọn ta không? Không phải. Chắc có lẽ nơi đây là thế giới Skibidi tí hả? Tôi không thuộc về nơi này nên ngài không nhận ra tôi. Chứ thật sự tôi là con cháu của loài Speed Command và chủ thể của tôi đã bị lũ con người giết chết. Tôi nhìn thấy này, tôi lại nhớ tới ngày ấy. Thật tội nghiệp. Hay là kể từ nay, Upgrade Speed Command, ngươi hãy nhận tên khổng lồ đầu lo này là con cháu của ngươi đi. Và lại, hắn rất mạnh đó. Hắn có thể giết chết lũ quái vật bồn cầu một cách dễ dàng so với chúng ta. Ta không dễ tin người như các ngươi đâu. Hắn chắc chắn có âm mưu mờ ám gì đó đến đây làm hại chúng ta. Nếu người thật sự là con cháu của loài Speed Command, người biết gì về loài của chúng ta chứ? Sao ông lại không tin những gì tôi nói chứ? Đúng rồi, ở thế giới của tôi, chúa tể của tôi đã đạt tới trạng thái Ultra Speed Command rồi. Vậy mà ở đây, ông chỉ mới là Upgrade thôi. Cái gì chứ? Không thể nào. Làm sao có một trạng thái nào mạnh hơn trạng thái này của ta được? Người nói dối phải không? Tôi không hề nói dối. Chỉ cần ông ăn tỷ một Titan nào đó, tỷ của họ sẽ giúp ông đạt được trạng thái mới mạnh mẽ hơn. Mẹ kiếp, ta biết cái mà. Người chính là gián điệp. Người dùng thuyết âm mưu để ta tự tàn sát đồng loại của mình phải không? Chết tiệt. Nếu ông không tin thì hãy tiến lại đây đi. Cơ thể tôi to lớn khổng lồ so với ông. Một phần tỷ của tôi đã đủ cho ông tiến hóa rồi. Được, nếu người thách ta thì ta sẽ ăn tỷ của ngươi để coi có phải đúng như những gì ngươi nói không. Dừng lại đi Upgrade Speed Command. Có thể ngươi sẽ giết chết hắn đó. Dừng lại đi. Như vậy là đủ rồi. Ngươi của ta đạt được một trạng thái mới rồi. Không lẽ đây gọi là Ultra Titan Speed Command hay sao? Hay lắm. Đầu lo kìa, ngươi có sao không vậy? Đúng rồi, xin lỗi ngươi. Ngươi thật sự là con cháu của loài Speed Command. Hay quá. Cuối cùng ngươi đã tin ta. Đâu, mau tiến lên. Tất cả thuộc hạ quái vật bồn cầu của ta, đến lúc rồi chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ thế giới này, cho lũ Skibidi Titan đó biến mất hoàn toàn. Tiến lên nào. Cuối cùng lũ chết tiệt đó cũng đã tới định xâm chiếm chúng ta. Anh em đâu, mà cùng nhau hợp sức xóa sổ lũ quái vật bồn cầu. Tôi xin phép được là tiên phong. Tôi sẽ sử dụng cơ thể kích thước khổng lồ của mình dập nát bọn chúng. Hãy cẩn thận đó, người khổng lồ Speed Command, người vừa mới bình phục mà thôi. Chết tiệt lũ Titan, người biết trước ta tới đây xâm lăng à? Vậy được, bọn ta sẽ giết chết các ngươi. Cái quái quỷ gì thế kia? Sao có một tên đầu lo to lớn khổng lồ vậy? Ta không ngờ ở cái thế giới tí hon này tôi lại mạnh mẽ đến như vậy. Chết tiệt. Sao thứ này lợi hại thế? Không hay rồi, đội quân của ta chưa kịp tấn công đã bị tan nát hết rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Tại sao ngươi lại giúp bọn chúng? Nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ trả lời. Ta đến từ một cái thế giới khác, vào thế giới tí hon của các ngươi. Tất cả các ngươi nhỏ xí, còn ta thì khổng lồ. Do vậy ta lợi dụng sức mạnh của mình giúp đỡ đồng loại của ta thuộc thế giới này
để tiêu diệt sạch sẽ lũ quái vật bồ câu của các ngươi. Đừng nói nhiều với bọn chúng nữa. Kiki, tình chi men quái vật bồ câu chú tệ, tiêu diệt được hắn, đội quân này sẽ tan nát. Mau tập trung lại, hủy diệt hắn. Không, không, mẹ kiếp, quái vật bồ câu bọn ta không thể bị tiêu diệt được. Hay quá.